đứng hết dậy và chuẩn bị, chúng ta sẽ đổi lên những tràng pháo tay thật dài để chúng ta kính chào Đức Mẹ, và chúng ta cũng kính chào cha xứ kính yêu của cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã trở về với ngày khai mạc đại hội hoa của giáo khu Đông, đại diện cho giáo xứ trong đầu tháng 5, tháng dâng hoa dâng kính Đức Mẹ. Chúng con cùng với Đức Mẹ xin được tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban muôn ơn lành cho cha xứ, cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trong suốt một năm qua, và hôm nay bước vào đầu tháng 5, tháng dâng hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng con lại cùng với giáo hội để cùng Mẹ tạ ơn Chúa. Và giờ đây Mẹ đang hiện diện nơi cơ sở của cộng đoàn giáo khu. Chúng con xin kính mời quý cộng đoàn sẽ ổn định chỗ ngồi. Chúng con xin kính mời cha xứ sẽ tiến lên phía trên và dành cho cộng đoàn chúng con ít phút để chúng con chuẩn bị bước vào giờ khai mạc ngày đại hội hoa dâng kính Đức Mẹ của cộng đoàn giáo khu, đại diện cho giáo xứ chúng con hôm nay.